cùng anh khắp thế giới. Khoan, tôi biết anh em đang nghĩ gì. Có phải anh em đang định bảo tôi rằng thằng Joe này suốt ngày quay video tiêu đậu tiêu xu thế? Mày khoe tiền ít thôi Joe à? Tiền có giúp mày chùi được hay không? Nhìn tôi thế thôi chứ tôi khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu. Mặc dù tiền không thể dùng để chùi nhưng nó vẫn có thể dùng để mua khẩu trang. Tiền không phải là tất cả, nhưng tất cả đều phải mua bằng tiền. Và ngay cả cây đậu sau lưng tôi để có thể nuôi được cho nó mặc ú như bây giờ thì chúng ta vẫn phải dùng tiền. Đấy, ấy vậy mà mỗi lần tôi quay những video về tiêu đậu tiêu xu thì anh em lại bảo rằng tôi khoe tiền. Tôi cũng là con người chứ không phải là con vật đâu. Tôi cũng cần tiền để lo cho cuộc sống của mình, lo cho giấc ngủ của mình. Ngay cả việc đi ia của tôi thì tiền nó cũng ảnh hưởng không ít. Có phải là anh em đang hỏi là cái việc đi ia thì tiền nó ảnh hưởng như thế nào đúng không? Để tôi kể cho anh em nghe. Ngày xưa, có một chàng trai YouTuber cày ngày cày đêm, không quản khó khăn quay video cho các fan của anh ta xem. Anh chàng YouTuber này giống tôi ấy nhỉ? Cày ngày cày đêm để quay video cho fan xem anh em ạ. Nên là nếu anh em thương tôi thì anh em đừng quên để lại một like, share và subscribe cho kênh YouTube của Studio Official nhá. Đến ngay cả việc đi ia anh ấy cũng không dám rời khỏi máy tính của mình. Tại vì sao? Cũng chỉ vì hai chữ yêu fan. Và đến một ngày, anh ta cảm thấy cơn đau bụng đang giằng xéo mình, đang làm cho cơ thể của mình như muốn nổ tung. Thế là anh ta quyết định phóng một mạch vào nhà vệ sinh. Từ đó anh ta bị táo bón. Đấy, anh em thấy không? Anh chàng YouTuber kia đã không quản ngày đêm để quay video cho các fan của anh ta xem. Đến nỗi anh ta phải nhịn ia để quay video. Một phần vì muốn chiều fan, một phần vì muốn kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình. Đâm ra đã khiến cho anh ta bị táo bón đấy. Đâm ra là cái việc mà đi ia thì tiền nó cũng ảnh hưởng không ít nhá. Nên là nếu mà tôi quay cái video này ấy thì không phải là tôi khoe tiền đâu. Tôi nạp tiền vào game tôi cũng sót như các bạn chứ. Tôi sót như cái việc các bạn nam phát hiện ra người yêu của các bạn có ba chân rồi đấy. Nhưng anh em nào hay biết, anh em cứ thấy tôi quay video về tiêu đậu tiêu xu là bảo tôi khoe tiền. Anh em nào biết tôi sót như thế nào đâu. Tôi quay video này là bởi vì gì? Bởi vì sao? Tại vì tôi muốn review cho anh em xem những cái skin mới, những con thần thú mới của game, để anh em thấy là những cái chức năng của nó như thế nào, để anh em có thể cân nhắc là mình có nên lấy nó hay không, đúng không? Đấy, thế mà anh em là ác mồm ác miệng, anh em bảo tôi khoe tiền. Thì thật ra là cũng có khoe một chút đó, nhưng mà cái phần shop nó nhiều hơn cái phần khoe mấy bạn ơi. Mỗi lần mà tôi nạp game á, là tôi phải nạp cả 5 triệu, 6 triệu. Mà lương tháng của tôi chỉ có 7-8 triệu thôi. Mà nạp 5 triệu, 6 triệu là gần hết mẹ lương tháng của tôi rồi, anh em thấy không? Năm nay là tôi sốt lắm trời. Mỗi lần tôi nạp game là lòng tôi đau như cắt, nước mắt đầm đìa vậy anh em. Đau ở đây nè, đâu ai biết đâu. Nên là nếu anh em nào mà thương tôi thì anh em đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Studio Official. Đồng thời theo dõi video của Rô mỗi ngày để Rô có thể có thêm thu nhập. Rô mua mì tôm, Rô ăn cầm cự qua ngày nha anh em ơi. Và cũng đồng thời cho Rô mua thuốc chống táo bón nha anh em. Đấy, và vừa rồi thì các bạn vừa được nghe một câu chuyện về một chàng YouTuber có tâm rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chính của video. Đấy chính là cái thần quay số. Ok anh em ạ, thì hiện tại là Mini World nó vừa mới ra một con thần thú mới. Hay người ta gọi nó đó chính là con thần thú bò may mắn. Thì tôi phải nói thật với anh em luôn, con bò may mắn này thì anh em phải gọi là một đại gia chính hiệu. Tại vì sao tôi lại gọi nó là một đại gia chính hiệu, anh em biết tại sao không? Bởi vì con thần thú này không nâng level lên được. Nhưng anh em đừng thấy thế mà anh em khinh thường nó. Anh em hãy nhìn xem cái skill của nó đây. Đại gia xuất hiện khi sử dụng sẽ ném thỏi vàng và tiền xu ra xung quanh. Đấy, anh em thấy không? Ngay từ khi bắt đầu cái tên skill nó đã là đại gia rồi. Và anh em có thấy con bò nào vừa mập vừa lùn như con bò này không? Ở quê tôi người dân nghèo lắm, người ta cho bò ăn ít lắm, con nào cũng gầy như tôi vậy. Nên là tôi vừa nhìn phát là tôi đã có thể đoán ra ngay là con bò này là một đại gia xuất thế rồi anh em ạ. Đâm ra là ngày hôm nay tôi quyết định ẵm em đại gia này về nhà. Tại vì sao? Nếu mình muốn trở thành một người khổng lồ thì mình phải đi cạnh một thằng khổng lồ khác. Còn nếu mình muốn trở thành một người giàu thì đừng dạy gì đi vay nặng lãi nha anh em. Hãy chơi với một thằng bạn đại gia, nó sẽ sẵn sàng chi tiền để cứu trợ các bạn. Hợp lý. Và con bò này nó cũng giống như mấy con thần thú khác thôi. Nó vẫn tốn 300 mảnh để có thể mở được một con thần thú. Thì có một cái video tôi quay là tôi phát hiện ra bò may mắn trong Mini World. Nhiều anh em vô chửi tôi lắm, anh em chửi tôi vậy nè. Ủa anh cứ anh quay bò mà anh lừa đảo fan, anh lừa đảo các bạn người xem. Hỡi ơi những chàng trai thiện lành, các bạn đâu biết được rằng cái hôm tôi quay cái video đó, con bò may mắn nó đã ra mảnh đâu mà quay. Nó vẫn còn quay mảnh con thiên mã mà làm sao quay con bò được. Tôi chỉ ghi cái tiêu đề là phát hiện bò may mắn, anh em vô anh em chửi tôi quá trời quá đất luôn. Nói chung là tôi chỉ nói thế cho anh em biết thôi, chứ tôi đâu có trách anh em đâu. Tôi thương anh em muốn chết, làm sao trách anh em được đúng không? Thì thật ra là tôi nói cho anh em hiểu, đó là cái ngày hôm nay tôi quay video. Thì cái vòng quay con bò này nó chưa có ra.
thì đến tận ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 3 tháng 2 năm 2021, tức là ngày hôm nay mà tôi quay cái video này nè, thì con bò này nó mới bắt đầu có một cái vòng quay riêng của nó, nó có bắt đầu một ngôi nhà và một chiếc Ferrari riêng để nó có thể lên kệ anh em ạ. Và sau khi tôi phát hiện ra con bò này có vòng quay thì tôi quyết định là tôi nạp tiền vào để tôi có thể quay ra con bò này để test cho anh em xem. Anh em lại bảo tôi khoe tiền là tôi dỗi đấy. Tôi phải nạp tiền, tôi cắn răng đứt sụt để tôi nạp tiền vào đây, tôi mua, tôi review cho anh em lại bảo tôi khoe tiền là tôi dỗi thật đấy. Rồi bây giờ không vòng vo nữa, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính luôn, vào vườn quốc luôn anh em nhá, hút em bò về luôn. Thì hiện tại là mình đang có 4.162 xu. Thì hồi trước mình mở con thiên mã mình tốn 6.000 xu. Tôi mong là 4.162 xu này tôi đủ có thể mở được con bò này. Thì hiện tại cái ô mà quay thiên mã nó đổi thành cái ô để quay bò may mắn rồi, thì tổng cộng là tầm khoảng 22 xu, 200 xu 10 lần quay. Anh em giết tôi đi, giết tôi đi, tiền của tôi. Rồi nói chung là chúng ta lỡ đâm lao rồi thì bay theo lao thôi chứ biết sao giờ, đúng không anh em? Giờ quay thử nha anh em. Tôi mong là vận may của tôi sẽ giống như hôm qua, cái hôm mà tôi mở được hai con bé huyền thoại đó anh em. Và lần quay đầu tiên chúng ta mở được 8 mảnh bò. 300 chia 8 là chúng ta quay khoảng 30 lần mà nhân 200 là 6.000 xu. Tôi vẫn cứ tự nhủ lòng mình rằng đó chỉ là ước tính mà thôi, biết đâu được tí nữa mình quay được nhiều mảnh hơn thì sao, đúng không? Quay tiếp anh em ơi, quay tiếp luôn, chúng ta được 8 mảnh bò. Có vẻ như Mini World đã bắt buộc mình phải nạp thêm tiền vào trong game để có thể mở được mảnh bò rồi. Và tôi chỉ cầu mong là hai lần đầu là hai lần tôi xui xẻo thôi anh em ạ. Chúng ta thử nốt lần 3 anh em nhé. Và trong lần 3 này chắc chắn phải được nhiều mảnh. Nhiều mảnh cho tôi, nhiều mảnh cho tôi. Và trong lần thứ 3 này chúng ta được 10 mảnh bò hơn tận hai lần đầu, hai mảnh anh em ạ. Tức là chúng ta đã tiến gần hơn đến với con bò hai mảnh nữa rồi. Cố lên, vô làm được. Mình tin nhân phẩm của mình là một nhân phẩm tối thượng anh em ạ. Chúng ta quay tiếp nhá. Đấy, anh em thấy không? 18 mảnh bò. Anh em thấy không? Tôi bảo anh em cứ tin ở tôi. 4.162 xu sẽ đủ. Anh em yên tâm, sẽ đủ. Tiếp tục được 10 mảnh. Wow. Ok anh em ạ, rồi bây giờ chúng ta chỉ việc gọi là chúng ta mở liên hồi thôi anh em. Bây giờ để mình coi là mình có thể đủ được mảnh bò không nha anh em ơi. Vâng, mình không biết là nãy giờ là mình mở được bao nhiêu cái mảnh bò rồi, nhưng mà mình thấy là tiền của mình đã tụt không phanh rồi đấy anh em ạ. Tôi không biết là tiền của tôi đã giảm xuống còn bao nhiêu xu rồi, mà nãy giờ là tôi thấy là tôi mở cũng khá nhiều rồi đấy, cũng trên dưới 10 lần rồi đấy. Vàng, huyền thoại. Tại sao nó lại không cho cái mảnh huyền thoại của con bò mà nó lại cho mảnh huyền thoại của cái con sóc? Đúng là người ta nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo mà anh em. Con sóc hồi trước mình xua đuổi nó, bây giờ nó theo mình. Còn con bò bây giờ mình theo nó xua đuổi mình. Trời ơi, thiệt là ai nghiện chuyện tình giữa rô và bò. Ai nhầm, chuyện tình giữa con bò và con chuột. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta chỉ biết tin vào định mệnh thôi. Bây giờ định mệnh nó kêu như nào thì tôi sẽ gả như thế đấy. Chứ bây giờ tôi cũng không biết làm được gì nữa đâu. Tỷ lệ game nó gọi như nào thì mình cứ giả như thế thôi. Đây đó là ra cái mảnh huyền thoại của con mèo. Cuộc đời trớ trêu, tại sao không cho tôi cái mảnh huyền thoại của con bò? Con bò đây là thứ tôi cần. Tôi cần gì đâu, năm ba con mèo đấy. Con mèo đấy tôi có rồi. Đấy, đúng rồi, nó phải là như thế. Quay bò là phải ra bò, anh em hiểu không? Là phải là bò. Tại sao mày mang tên là bò may mắn mà mày xui quá vậy hả bò? Tôi chợt nhận ra, tôi chỉ còn lại một lần quay duy nhất thôi anh em ạ. Tôi sẽ quay nốt lần này nữa để xem sao. Lần cuối cùng tôi quay là được 5 mảnh bò anh em ạ. Rồi, bây giờ có lẽ như là chuyên mục yếu tim nhất để mình xem mình đủ mảnh hay chưa. Chứ tôi là tôi hết tiền rồi đấy. Mảnh bò này. Bây giờ tôi vẫn còn 162 xu. Tôi tin tưởng vào nhân phẩm của tôi. Lần này tôi sẽ chơi lớn anh em ạ. Tôi quay đơn luôn, tôi quay lẻ luôn. Tôi sẽ thử 22 lần này. Vô nè. Tôi chưa nhìn thấy gì mà. Ơ kìa, tôi chưa nhìn thấy gì mà. Hôm nay mình mở cái gì nhỉ? Con mèo. Không, tôi không cần mèo. Có gì nữa? Con mèo, tôi không cần mèo. Đậu mini thì tôi quá dư rồi. Con khác đi. Con bò.
vẫn là con mèo, tôi không cần mèo. Alo, con bò, con bò. Đấy, đúng rồi, ba mảnh bò có còn hơn không, đúng không anh em? Con bò, con, vẫn là con mèo. Vâng, do chính thức hết tiền. Nếu vậy anh em, tôi nạp nốt lần này nữa thôi. Tôi nạp nốt 100.000 này nữa thôi là tôi sẽ dính ngay cái trò tệ nạn này anh em ạ. Mình chỉ cần thêm 8 mảnh bò nữa thôi. Cứ như nhân phẩm trung bình mà tiến tới thì ắt hẳn sẽ được con bò. Chứ mà lỡ mà nhân phẩm như ship thì sao nhở? Ok anh em ạ, tôi nốt một lần 200 xu cộng thêm 2 lần 22 xu này nữa thôi. Ông bà xưa đã dạy rồi, liếm là phải liếm cho hết. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhân phẩm anh em nhé. Con bò 8 mảnh. Yes. Nó cho mình dư hắn 2 mảnh anh em ạ. Được của nó, tôi thích. Bây giờ chúng ta không cần tốn 6.000 xu nữa anh em ạ. Chúng ta chỉ cần tốn 4.400 xu. Thôi mình làm tròn cho lên 5.000 xu đi nhờ. Đấy, có thể quay được con bò này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở anh em nhé. Đây là thời khắc thiên liên này. Trọng đại cũng kênh tôi này. Đấy, tôi đã rút thêm được một em đại gia về chuồn. Bây giờ sẵn ở trong đây, tết luôn anh em nhé, tết luôn. Đây, mình sẽ triệu hồi con bò ra. Đấy, đây là một bé bò cực kỳ cu te và dễ thương. Đấy, nó lại hợp lý không anh em? Úi xôi, bé bò này có một cái tướng đi khá là cu te và dễ thương anh em ạ. Tuy nhiên thì nhảy hơi thấp, có lẽ như là trọng lượng hơi to nên là nhảy khá là thấp. Nhưng mà tôi không biết là có thể qua được nổi cái hàng rào này không, mình thử nhá. À không sao anh em ạ, vẫn qua nổi được cái hàng rào này là ok, perfect, ok la rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ thử skill của con bò này nhá. Đấy, con bò này nó có được một cái tuyệt kỹ đỉnh cao VIP Pro anh em ạ. Đây chính là tuyệt kỹ chạy nhanh. Đấy, từ từ, chạy nhanh và phải tiền anh em ạ. Đấy, nhìn này. Đấy. Khi mà các bạn giữ chuột phải, còn nếu như mà các bạn màu trên chơi bên BA ấy, thì nó sẽ có một cái nút để sử dụng chức năng của thần thú. Đó, thì các bạn chỉ cần giữ cái nút đó thì con bò các bạn sẽ tăng tốc độ, đồng thời nó rải tiền ở xung quanh. Nhìn phát biết nhà giàu luôn, nhìn phát biết mùi có tiền luôn em ạ. Anh em nghe mùi gì không? Mùi tiền đấy, mùi tiền khắp nơi đấy, anh em thấy không? Đấy, nói chung là con bò này mà anh em nào muốn mua về để gọi là khoe cho nó đẹp kho đồ, với cả để khoe tiền đấy, như này này, đó, để gọi là lắc lắc cho nó ra mấy cái đồng xu khoe như thế này ấy, thì anh em nên mua. Nói chung thì con bò này mà vào trong sản liên thông ấy, thì nó cũng khá là ok đấy anh em ạ. Thì tôi vẫn chưa biết là máu của con bò này bao nhiêu, thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài cái sảnh thường để mình coi thử nha. Máu của con bò này là 200, nó không nhiều hơn những con thần thú khác, nhưng mà cũng đủ để có thể đỡ được những đòn giáo của những con giả nhân và những phát đánh giá mang rỡ của những con giả nhân đấy, để các bạn có thể gọi là trốn thoát. Đây, nói chung là con bò này mua về thì khá là đẹp, cũng như là đồng thời có thể giải tiền cho khắp nơi này. Đấy, khá là hợp lý anh em ạ. Thì nếu như mà anh em nào mà tiết kiệm có thể mua, thì anh em cảm nhận như thế nào về con bò này thì anh em đừng quên để lại cái ý kiến bên dưới cho tôi biết nhá. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu bạn nào thích video này đừng quên để lại một like, một share, một subscribe, cũng như một comment cho kênh YouTube của Shido Official. Đừng quên báo kênh bên đăng ký để nhận thông báo mỗi khi ra video mới các bạn ơi. Như vậy rồi sớm được 2 triệu sự cảm ơn như nơi. Và nếu bạn nào là khán giả của tôi, người một cái đôi bạn subscribe Shido các bạn, hãy làm cái trên tương tự với các thành viên của tôi cũng có. Timmy, Sammy, Kamui, Kagami, 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 Kagami